Tại họp bạc tháng 9 do Hội đồng Hướng đạo Việt Nam Châu Santa Clara phối hợp cùng Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam tổ chức và được sự hỗ trợ của Châu Santa Clara thuộc Hội Hướng đạo Hoa Kỳ. Trại sinh tham dự thuộc các liên đoàn hướng đạo Việt Nam đang ghi danh sinh hoạt với các hội hướng đạo bản địa. Thời gian trại sẽ được tổ chức từ ngày 10 tháng 7 cho đến 16 tháng 7 năm 2009. Lễ khai mạc trại họp bạc Thạc Tiến Chính sẽ được tổ chức vào chiều thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2009, tại San Lorenzo Park, thành phố King City, tủy bang California. Chương trình ngày khai mạc, 3 giờ chiều ghi danh, 3 giờ 30 chào mừng, 4 giờ thăm trại, 5 giờ tiệc tiếp tân, 6 giờ 15 chuẩn bị khai mạc, 6 giờ 30 lễ khai mạc. Sau nghi thức khai mạc là chương trình văn nghệ Thạc Tiến Chính với chủ đề Tiếng trống về nguồn Việt Nam mến yêu. Qua 4 hồi trống cổ truyền với hồi trống mở nước, hồi trống xây dựng, bảo vệ đất nước, hồi trống thanh bình và hồi trống về nguồn. Giới quan sát có thể thấy được nét đặc thù văn hóa của dân tộc Việt. Hầu hết, các tiết mục văn nghệ lửa trại là những trang sử hào hùng, thể hiện tình yêu quê hương đất nước của những người con dân đang sống đời tha hương và tấm lòng thiết tha của quý trưởng hướng đạo Việt Nam đối với công nghiệp của tổ tiên. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Hội Hướng đạo Việt Nam bị cấm chỉ hoạt động rất đông trưởng và hướng đạo sinh đã từ giã đất nước thân yêu, vượt biên, vượt biển tìm tự do. Các sinh hoạt giúp ích đã đưa đến việc hình thành đơn vị hướng đạo Việt Nam đầu tiên của người di tản vào tháng 5 năm 1975 tại đảo Guam. Từ ý thức tự phát, hình thành các đơn vị hướng đạo Việt Nam tại các trại tị nạn và các địa tam quốc gia đã làm tờ tổ chức hướng đạo thế giới đề nghị các trưởng hướng đạo Việt Nam tổ chức hội nghị Costa Mesa vào đầu tháng 7 năm 1983. Ngay sau hội nghị Costa Mesa, Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam được hình thành và trại họp bạc hướng đạo Việt Nam đầu tiên tại hải ngoại đã được tổ chức tại Jamesville, Pháp vào mùa hè năm 1985, lấy tên trại là Thạc Tiến. Kế tiếp, năm 1988, trại Thạc Tiến II được tổ chức tại Toronto, Gia Nã Đại, do trưởng chủ tịch Hội đồng Trung ương Trần Văn Khách làm trại trưởng. Ông còn là vị sáng lập đơn vị hướng đạo Việt Nam đầu tiên vào năm 1930 tại miền Bắc Việt Nam và có công gây dựng Hội Hướng đạo Việt Nam sau khi đất nước bị chia đôi vào năm 1954. Sau đó, liên tục Thạc Tiến được tổ chức vào năm 1990 tại San Jose, California, năm 1993 tại Le Breuil, Pháp, năm 1995 tại Sydney, Úc Đại Lợi, năm 1998 tại Fairfax, Virginia, năm 2002 tại Houston, Texas, năm 2006 tại Riverside, California, và năm nay, 2009, trại Thạc Tiến Chính được tổ chức tại King City, California, Hoa Kỳ, do trưởng Trần Văn Kiệt làm trại trưởng. Tại trại họp bạc Thạc Tiến Chính, các trại sinh sẽ được học hỏi những kỹ năng mới qua việc tham gia các trò chơi, thi đua văn nghệ, kết bạn và sống trong một môi trường giáo dục đặc thù của một phong trào giáo dục do Hùng Tước Baden-Powell sáng lập từ năm 1907 tại London, Anh Quốc, mà nay đã có hơn 3 triệu hướng đạo sinh gia nhập. Cho đến cuối năm 2008, số hội viên của Tổ chức Hướng đạo Thế giới lên tới 160 quốc gia và số hướng đạo sinh trên toàn thế giới hiện nay là 28 triệu. Trại họp bạc Thạc Tiến Chính là trại họp bạc đầu tiên có con số trại sinh ghi danh kỷ lục là 2.656 trại sinh. Được biết hiện nay, có khoảng 4.800 hướng đạo sinh thuộc các đơn vị ghi danh sinh hoạt với Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam. Cho tới giờ phút này thì chúng ta có cỡ chừng khoảng 2.700 trại sinh về tham dự. Thì ở trong đó, đó chúng ta có khoảng gần 500 trại sinh là tham dự ở vào cái cuối tuần, giống như là những cái người visitor một ngày hoặc là hai ngày. Còn lại khoảng 2.200 người, trên 2.200 người là coi như ở full time từ cái ngày đầu cho tới ngày cuối. Và tất cả những anh em trại sinh thì chúng ta về từ ở các nơi. Chúng tôi có những trại sinh về từ Đức, từ Pháp, từ Úc, từ Canada. Và ở các tiểu bang ở Hoa Kỳ thì chúng tôi có mấy anh em ở trên Boston, Massachusetts, ở Virginia, ở Maryland, ở Washington DC, ở Florida,
Chúng tôi có anh em ở trên Michigan, Texas, Houston hoặc là Dallas, hoặc là có một em ở bên New York về nữa. Ở Nam Cali thì chúng tôi có tất cả các đơn vị hướng đạo ở Nam Cali và miền Bắc Cali. Rồi chúng tôi có anh em ở trên Oregon và ở trên Seattle về tham dự trại kỳ này. Kỳ này thì chúng tôi cũng có một số cái khách danh dự, nhưng mà rất tiếc thì chúng tôi, những người khách danh dự đó có một số người không tham dự được. Thì ở trong cái thành phần khách mời thì chúng tôi có những cái vị dân cử ở tại địa phương. Nhưng mà tới giờ cuối thì cũng có một vài người tham dự, nhưng một số người cũng không tham dự được. Thì hiện tại bây giờ thì chúng tôi nhận được cái thơ chúc mừng của nghị sĩ tại tiểu bang California là bà Barbara Boxer, rồi của cái ông thống đốc tiểu bang California cũng có gửi cái thơ chúc mừng tới trại hợp bạn. Và chúng tôi cũng được tổng lãnh sự Canada cũng gửi thơ chúc mừng tới trại hợp bạn. Ở tại King City thì chúng tôi hy vọng là có ông thị trưởng của King City, nhưng mà ở County Monterey County thì chúng tôi có được cái sự tham dự của cái ông supervisor của cái county ở Monterey và một số các quan khách ở địa phương, giống như là bên hội hướng đạo Hoa Kỳ và hội hướng đạo Nam cũng như hội nữ, một số tất cả quý vị ở trong cái cao xô là tới tham dự với chúng ta. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng có một số quý vị ở trên National về tham dự chung, ở bên Boy Scout về tham dự chung với cái trại hợp bạn này.